Miami Beach, Florida. Xin kính chào các bạn thân mến đang tới xem kênh của Ngọc Ánh. Hôm nay anh muốn chia sẻ với các bạn một cái đề tài rất là quan trọng, nhất là cho những anh chị em nào đang có ý nghĩ là mua đất hay mua nhà tại Việt Nam, và cũng là quan trọng với cho anh chị em nào đang muốn đầu tư bất động sản ở Việt Nam. Mình có được tin cập nhật của báo chí Việt Nam nói rằng là nạn sổ hồng giả rất là thịnh hành. Thì sổ hồng giả là cái sổ hồng là cái giấy tờ mà chứng nhận cái quyền sở hữu đất đai và nhà cửa. Thì đó là một sổ có vài giấy tờ. Những cái giấy tờ này thì hiện nay đã bị bọn trục lợi làm giả rất là tinh vi, mắt thường khó nhìn thấy được. Họ giả luôn chữ ký của những người ký trong cái sổ. Thì ở Đà Nẵng họ phát giác ra một câu chuyện như vậy. Cái mình đổi tên nha bạn, tại vì không có muốn nói tên thật của người. Thì cái chị này kia là chị Tuyết, chị thấy bà Nhân có tiền dư giả, thành ra chị mới nghĩ cách chuyện vậy. Chị đi mua một cái sổ giả. Chị nói là chị là chủ của miếng đất 100 m² ở một cái chỗ, một cái làng kế bên cũng xa để cho bà này, bà Nhân không có đi qua, để mà bà Nhân không có đi qua để mà kiểm chứng. Với lại có tới kiểm chứng thấy đất không cũng biết ai ai là chủ mà đứng ra mà hỏi, phải không? Thì làm cái sổ đỏ giả, rồi xong rồi mới cầm cái sổ đỏ giả cầm lại cho bà này 600 triệu đồng. Thì bà Nhân đưa cho chị Tuyết này 600 triệu đồng, rồi sau chờ hoài không thấy trả lại. Thì bà mới nói bây giờ đi lên trên xã, lên văn phòng công chứng để mà chuyển nhượng lại cái miếng đất đó cho bà để trừ nợ. Thì khi mà lên trên văn phòng chứng nhận thì họ nói là cái này là sổ giả. Rồi xong rồi chị Tuyết bỏ trốn luôn. Thì báo cũng nói là chuyện đó xảy ra rất là nhiều, là chuyện giả. Hoặc là họ đưa giả sổ ra, họ nói đây là nhà của tôi, họ đi mướn nhà, rồi họ làm sổ hồng giả của cái nhà. Rồi họ nói là cái này là nhà của tôi chấp thuận mua, rồi đưa đặt cọc cho nhiều. Khi đặt cọc rồi á thì họ bỏ trốn mất, hoặc là họ ra công chứng thì công chứng nói là cái này là sổ giả. Thành ra khi nào mà các bạn đi mua nhà thì các bạn phải trước khi mà giao tiền, trước khi mà chuyển nhượng gì đó, là bạn phải lên tới chỗ công chứng để bạn hỏi kỹ lưỡng, đưa cho họ coi kỹ lưỡng là cái này là sổ giả hay sổ thật. Thì nếu người kia, người chủ nhà không có muốn đưa cho bạn cái sổ của họ đó, thì bạn mời cả chủ nhà và bạn đi tới văn phòng công chứng để mà xem sự cái là sổ thật hay sổ giả. Tại vì bây giờ họ bắt chước thôi, rất là tinh vi. Người ta nói là bắt thường không thấy được, họ bắt chước con dấu, họ bắt chước chữ ký, họ bắt chước nhiều cái lắm. Thì để tránh cái tình trạng đó thì ở Đà Nẵng là họ đã có cái chương trình là họ đem tất cả những tin tức gì đó mà gì, bản đồ những cái tên đất đai đưa vô cái mạng xã hội, để vậy đó thì lên mạng mà biết ai là chủ, thì tránh người ta giả là chủ. Nhưng mà nếu mà mình dòm trên mạng mình thấy người là chủ nhưng người ta làm giả sổ tên người đó thì mình cũng khó biết lắm, phải không bạn? Thành ra cái gì cũng phải trước khi giao tiền thì cũng phải lên tới chỗ đó, lên chỗ mà chứng nhận đó, để mà coi có phải sổ, phải cái đó là sổ thật không. Thì cái mạng của nó là ở Đà Nẵng là họ làm cái mạng như vậy, để tên cho bạn coi rồi nhé, để bạn viết vô.
thì là thường thường á họ giả làm sổ đỏ, để họ là họ làm như vậy, giả làm sổ đỏ để đem đi cầm để lấy được nhiều tiền. Cái đó là rất là thông thường mà họ hay hay làm, họ hay làm cầm đất. Tại vì nếu mà nó là cầm nhà đó, thì là người 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 mà muốn cho mượn tiền thì cũng phải điều tra, cũng phải tới cái nhà đó rồi phải coi thử ai là chủ, hỏi mình hỏi hàng xóm, cái bà này là có phải là bà là chủ nhà của này của người này hay là bà cho mướn, mình thì cũng có điều tra được, không? Còn nếu mà họ cầm những vùng đất mà cả ngàn mẫu rồi hay là mấy trăm mẫu ở cái vùng xa xa đó, thì mình có tới mình không biết ai, mà mình coi không biết ai để mình hỏi là ở đâu, thì tờ báo khuyên là tới chỗ nếu mà không rõ được ai là chủ thì đi tới xã xã của cái chỗ của cái vùng đất đó, thường là người người trong xã đó, người làm việc trong xã họ biết là miếng đất này là của ai, miếng đất này của ai họ biết, tại cho họ cũng có giấy tờ trong trong giấy tờ trong xã. Nhưng mà tốt nhất là lên tới ngay thẳng tới cái chỗ mà làm sổ hồng sổ đỏ đó để mình cho họ coi, tại họ biết coi cái sổ giả sổ thật. Còn mình đi coi như vậy là mình chỉ biết là có phải là người đó tên đó không, làm chủ không, thì là nó cũng có chuyện thay đổi. Cái thì vấn đề đó nó cũng khó khăn. Bởi vì thành ra nếu mà anh chị em là mua nhà ở Việt Nam á, mà phải thứ nhất là phải nhờ luật sư, để tìm luật sư có uy tín, luật sư uy tín thì họ sẽ hướng dẫn, chứ đừng có trao tiền cho ai, đừng có đưa tiền cọc cho ai hết, đừng có đưa cho người nào mua nhà cho hết á. Tiền cái tiền mà lấy tiền đưa ra rồi lấy ra khó lắm. Những người mà họ như là họ đã lỡ đặt tiền cọc mà gặp phải mà sổ sổ hồng sổ đỏ giả thì là họ không có khó mà đòi lại tiền lắm, khó lắm các bạn. Khi là người ta lấy tiền người ta bỏ trốn luôn. Còn có chuyện này nữa là họ làm sổ giả rồi họ bán cho nhiều người, họ nói họ cái nhà đó không phải là nhà của họ, họ thuê thôi, hay là họ mới lấy miếng đất làm sổ giả rồi bán cho nhiều người, rồi họ đặt lấy tiền cọc của nhiều người xong rồi á là bỏ trốn luôn, là cái người mà đặt cọc là chỉ có là mất thôi, mất tiền thôi, không có cách nào mà lấy lại được hết đó. Cũng đó cũng là vấn đề rất là quan trọng. Mình để cái website gì để cho các bạn coi, thì nhiều người Việt kiều đó muốn mua nhà ở Việt Nam để về dưỡng già, thì là nhờ anh chị em thân nhân ở Việt Nam đi kiếm giùm. Nhưng mà mình cũng không có chắc, anh chị em mình nó cũng không có biết là nhận được sổ giả giả sổ thật ha. Thành ra khi họ kiếm rồi là mình cũng phải bay về, mình bay về mình kiếm luật sư, nhờ luật sư hướng dẫn, rồi mình gặp cái người người bán nhà, mình đưa cho coi sổ đỏ, rồi mình xin cái bản bản phụ để mình đem lên 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 trên chỗ công chứng mình coi. Và trước khi mình đặt cọc tiền thì mời mời chủ nhà với mình lên tới chỗ công chứng để coi họ có phải là cái sổ này là sổ thật hay sổ giả. Nhưng mà cái việc họ chơi kêu như vậy ha, bạn có nhà muốn bán thì nó muốn làm sổ hồng giả thì nó phải có những cái thông tin cá nhân của bạn thì nó mới làm được, phải không? Thì nó giả dạng, nó giả dạng, nó giả dạng là nó là muốn mua, nó định giá rồi xong cái nó biểu bạn phải đưa cho nó coi cái ngồi đó cho nó coi cái giấy sổ đỏ, giấy chứng minh nhân dân, rồi họ tìm cách được làm tìm cách để mà chụp hình được cái đó, hay là nói là tôi muốn mua mà tôi muốn biết giả sổ thật cho tôi cái bản sao, thì họ từ cái bản sao đó đó họ có cái thông tin cá nhân của bạn để tạo lập ra sổ hồng sổ đỏ. Bây giờ có nhiều chiêu lắm. Mua bán nhà cẩn thận, người mua nhà thì cũng phải cẩn thận, mà người bán nhà cũng phải cẩn thận. Nhiều khi nó lấy cái thông tin của mình để làm sổ giả, rồi để cầm nó đi cái em đó đi cầm cho người khác, rồi cái là thì mình không có mất nhà, nhưng mà tôi sẽ có cái lộn xộn. Tại vì khi mà họ cầm lên công chứng, nếu mà công chứng không khám phá sổ đỏ thì sẽ có nhiều chuyện rắc rối, cũng mệt lắm á. Bởi vì cái số chứng minh nhân dân, cái sổ hồng sổ đỏ là phải giữ bí mật, không có để cho ai coi hết. Khi mình muốn đi mua là mình phải đem cái số đó viết lên 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 sổ đó lên công cơ quan chính quyền
để họ coi phải là chữ ký có phải là giả không. Bây giờ là khó lắm, cẩn thận nha các bạn. Chào các bạn, bye bye.